Rồi, vâng, ghi luôn anh em nhá. Tiếp tục hôm nay lại lên cho anh em một cây MacBook Air anh em này, đời đời cao anh em nhá. Cây MacBook Air đời cao cho anh em về để học tập, để làm việc. Con này quá là hợp lý luôn. Máy thì là cũng rất là đẹp mọi người nhá. Máy thì máy qua sử dụng nên là nó cũng có đôi lúc có phẩy nhẹ nhưng mà không hề ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ hay là chất lượng của máy đâu anh em nhá. Đó, anh em xem các cạnh của máy này. Rất là đẹp. Không có cần móp gì cả anh em nhé. Cái quan trọng nhất là không có cần móp ở mặt trên đây nhưng mà màu một con màu gray anh em nhé, màu gray kiểu màu xám xám ấy đó, rất là đẹp. Mặt sau đây còn nguyên cả tem ốc các kiểu đây anh em này, từng con ốc một rất là đẹp này, còn nguyên cả tem ốc các kiểu luôn. Máy đang dán màn hình đây anh em nhé, đang dán màn hình luôn nhá. Con này phím US giúp em mọi người nhá, phím US chuẩn, không phải thay phím bàn phím Nhật thay phím đâu mọi người nhá. Đó, máy rất là ok, rất là đẹp luôn. Màn hình của con này là màn Retina 2K tràn viền đây các bác ơi, màn hình Retina 2K tràn viền ạ. Ở đây còn đang dán màn hình mọi người nhá. À, xem nào. Đúng rồi, con này đang dán màn hình mọi người ơi. Đó, còn đang dán màn hình luôn ạ. Mọi người mua về chỉ việc sử dụng thôi. Rất thích hợp cho bạn nào học sinh sinh viên mua về để làm việc, để học tập thì quá là hợp lý luôn mọi người nhé. Đó, và cấu hình cụ thể của máy này. Đó, con này đang đang chạy là con này của em là MacBook E 2020 mọi người nhá, MacBook E 2020 ạ, không sợ bị kẹt phím như các đời trước đâu mọi người nhá. Đồ xử lý của con này 1.1 i3 mọi người nhá, nhớ RAM con này là 8 GB giúp em này, đó bộ nhớ RAM là 8 GB. Ổ lưu trữ con này xem nào, ổ lưu trữ là 256 mọi người nhá, ổ lưu trữ 256 giúp em này. Đây số series của máy đây mọi người nhá, số series của máy đây mọi người, check web giúp em mọi người này, đó check web giúp em thoải mái ok mọi người nhá. Báo cáo hệ thống con này nguồn điện như này là sạc cao, con này sạc rất là ít mọi người nhá, 130 lần thôi mọi người ơi. Pin còn tận khoảng 4.000 rất là cao mọi người nhá. Pin con này 4.000 rất là cao, dùng cho em tầm là 5 6 tiếng con này mọi người nhá. E020 pin rất là tốt mọi người nhá. Đó, máy thì là rất là đẹp luôn, em sẽ test màn cho các bác xem này. Test màn cho mọi người xem mọi người nhá. Con này có bảo mật vân tay rồi các bác nhé, bảo mật vân tay giúp em nhé, bảo mật vân tay hoặc mật mã giúp em đều được ạ. Đó mọi người thấy không, màn rất là đẹp, chưa hề bị ám màu hay lưu ảnh như màu gì đâu mọi người nhé, màn rất là đẹp luôn mọi người, cực kỳ ok nhé. Đó, bác nào đã cần một con máy để làm việc, để học tập thì là liên hệ cho em qua số Zalo mọi người nhé, em lưu ở phần mô tả và phần bình luận á, em ghi hết ở phần mô tả và phần bình luận rồi mọi người. Giá con em bán chắc tầm ngoài 10 triệu mọi người nhé, hơn 10 triệu chút thì mọi người có thể mua được mọi người ơi. Hiển thị rất là đẹp, âm thanh các kiểu, camera kiểu ok mọi người nhé. Đó, camera rồi là Safari kiểu em sẽ test đầy đủ cho mọi người luôn mọi người nhá, test hết cho mọi người luôn, vì mọi người chỉ việc xem số series và nhận máy thôi. Sẽ vào YouTube mọi người nhé, vào YouTube test loa cho mọi người luôn, test loa test hiển thị 4K cho mọi người. Riêng dòng mác hiển thị Retina cực kỳ đẹp luôn mọi người nhé. Ai quan tâm thì là mọi người vào trong phần bình luận và phần mô tả mọi người ơi. Và em sẽ test loa cho mọi người xem đây mọi người nhé, test loa luôn mọi người ơi. Mấy đời anh thương thân cô liệu bàn tay lắm lũ sớm chiều đôi xứng sao bằng yêu thương đại ca rồi lòng không thương mà nước mắt tuôn ngày đau thấu anh chờ những người mình yêu xa rời từ nay cô ấy sẽ là người thay thế em cô dành anh trong mỗi đêm đến khi nắng lên điều anh lo lắng cuối cùng đã xảy ra cô
Đó rất là mượt các bác nha. Tăng cường thêm dưỡng chất, không rất là mượt, non riêng Max LF20 để dùng rất là ok mọi người nha. Công thức nuôi dưỡng sâu. Thầm trách thương duyên cho anh gặp người con gái anh đã rất thương, trong khi bản thân không có đủ đường. Thương em ngày tháng bên anh em chẳng sung sướng. Từ nay hãy sống tốt bên người anh đã nhường. Nặng tình khóc trong cơn say, lòng đau lắm em đâu có hay. Kể từ khi rời xa đến nay vẫn còn ai nấy. Thương em cho đến khi tàn hư thơ vẫn thương. Thật xin lỗi không. Em test rất kỹ cho các bác xem nhá. Riêng con máy này của em thì là sử dụng rất là bền lành mọi người nhá. Dòng Max 2020 này, như các đời trước thì mọi người còn sợ nó bị kẹt phím hay là bị lỗi vặt như kiểu là cáp màn hình các kiểu ấy. Nhưng mà con bên đời 2020 này thì cực kỳ yên tâm mọi người nhá. Mấy cái lỗi vặt đấy đều được xử lý rồi, phím thì là phím cắt kéo rồi các bác nhá. Đó, mua về chỉ việc sử dụng thôi. Máy thì đầy đủ, em báo giá con này là 10.800.000 mọi người nhá. Đầy đủ nguyên cho mọi người cả bộ sạc và cáp sạc rồi mọi người nhá, về chỉ việc sử dụng thôi ạ. Ai quan tâm thì là mọi người chọn ở mọi người liên hệ qua phần Zalo mọi người nhá. Ở trong phần bình luận và phần mô tả có Zalo của em mọi người nhá.